Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi kênh YouTube Tin 24 giờ. Hãy cùng chúng tôi cập nhật những thông tin nóng nhất, mới nhất trong 24 giờ qua. Sau đây là nội dung chi tiết. Trong buổi họp báo tại Belgrade, bên lề chuyến thăm 2 ngày ở Serbia, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết ông đã quyết định cấp quốc tịch Pháp cho CEO Telegram Pavel Durov vài năm trước, tin rằng điều này tốt cho đất nước. La France est un pays qui protège la liberté d'expression. Tôi trao quốc tịch cho ông Durov, một người đã học tiếng Pháp. Tương tự những lần tôi làm vậy với một số vận động viên và nghệ sĩ. Tôi nghĩ đây là điều tốt cho đất nước tôi, và tôi sẽ tiếp tục làm điều đó mỗi khi có dịp. Tờ Le Monde tuần này tiết lộ ông Durov được cấp quốc tịch Pháp vào năm 2021, thông qua cơ chế đặc biệt dành cho người nước ngoài danh dự. Đây vốn là sáng kiến thúc đẩy trao quốc tịch cho những cá nhân có đóng góp to lớn, góp phần cho sự thịnh vượng hoặc vị thế quốc tế của Pháp. Về kỹ thuật, quy trình người nước ngoài danh dự sẽ được kích hoạt theo yêu cầu từ Ngoại trưởng Pháp sau khi cá nhân liên quan gửi đề xuất. Tuy nhiên, các nguồn tin tại Bộ Ngoại giao Pháp cho hay họ không tìm thấy tài liệu nào liên quan tới ông Durov. Tổng thống Macron nhấn mạnh ông hoàn toàn ủng hộ quyết định trao quốc tịch cho ông Durov, lưu ý rằng hành động này vốn nằm trong chiến lược từ lâu về đãi ngộ những cá nhân tỏa sáng trên thế giới và có nỗ lực học tiếng Pháp. Chính phủ Pháp ủng hộ quyền tự do bày tỏ quan điểm và quyền tự do của các nhà khởi nghiệp như ông Durov vào thời điểm xin cấp quốc tịch. Ông Macron cũng nhắc lại trường hợp Evan Spiegel, giám đốc điều hành của công ty Snapchat, ứng dụng mạng xã hội phổ biến ở châu Âu, được cấp quốc tịch Pháp thông qua cơ chế người nước ngoài danh dự. CEO Telegram Pavel Durov bị bắt tại sân bay ngoại ô Paris tối 24 tháng 8 sau khi đến đây từ Azerbaijan bằng máy bay riêng. Giới chức Pháp cho biết vụ bắt CEO Telegram nằm trong khuôn khổ cuộc điều tra bắt đầu từ tháng 7 về các hoạt động bất hợp pháp trên nền tảng mạng xã hội của ông. Các thẩm phán điều tra tại tòa án Paris ngày 28 tháng 8 quyết định truy tố ông Durov vì những cáo buộc liên quan đến tội phạm có tổ chức, bao gồm đồng lõa trong việc quản lý nền tảng trực tuyến, cho phép thực hiện giao dịch bất hợp pháp, phát tán nội dung xấu độc, buôn bán chất cấm, lừa đảo, từ chối chia sẻ thông tin theo yêu cầu của giới chức, rửa tiền, cung cấp dịch vụ mã hóa cho tội phạm. Trong một cuộc họp báo nhân chuyến thăm kéo dài 2 ngày tới Serbia, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói ông không biết về việc chủ sở hữu Telegram Pavel Durov đến Pháp cuối tuần trước và cũng không có kế hoạch gặp người này. Ông Durov được cấp quốc tịch Pháp vào tháng 8 năm 2021. Cách duy nhất để CEO Telegram nhận quốc tịch Pháp là thông qua cơ chế dành cho người nước ngoài danh dự, một sáng kiến của chính phủ Pháp dành cho những người có đóng góp to lớn, góp phần cho sự thịnh vượng hoặc vị thế quốc tế của nước này. Bộ Ngoại giao Pháp từ chối bình luận về trường hợp ông Durov được cấp quốc tịch do đây là vấn đề cá nhân. Ông Durov bị cảnh sát Pháp bắt giữ sau khi máy bay hạ cánh tại một sân bay gần Paris, Pháp. Hôm 28 tháng 8, thẩm phán Pháp đã chính thức điều tra ông Durov, người có quốc tịch Pháp và UAE, vì nghi ngờ đồng lõa trong việc điều hành một nền tảng trực tuyến cho phép giao dịch bất hợp pháp, lan truyền hình ảnh lạm dụng tình dục trẻ em, buôn ma túy và gian lận. Các thẩm phán cho ông Durov được tại ngoại nhưng phải nộp 5 triệu euro tiền bảo lãnh và phải đến đồn cảnh sát 2 lần một tuần. Ông Durov bị cấm rời khỏi Pháp. Mới đây, truyền thông Pháp đưa tin, khi bị cảnh sát bắt tại sân bay hôm 24 tháng 8, CEO Telegram Pavel Durov nói rằng ông được Tổng thống Pháp Emmanuel Macron mời dùng bữa tối. Tuy nhiên, ngày 28 tháng 8, theo giờ địa phương, phát ngôn viên Điện Élysée đã bác bỏ thông tin này. Tờ Le Monde của Pháp đưa tin rằng ông Pavel Durov đã gặp Tổng thống Macron vài lần trước khi được cấp quốc tịch Pháp. Trong khi đó, các nguồn tin thân cận bác tin ông Durov và Tổng thống Macron nhiều lần gặp gỡ, cho biết hai người chỉ gặp một hoặc hai lần. Tuy nhiên, họ không công bố chi tiết về thời gian và lý do của các cuộc gặp này. Ông Durov được cấp quốc tịch Pháp tháng 8 năm 2021. Cách duy nhất để CEO Telegram nhận quốc tịch Pháp là thông qua cơ chế dành cho người nước ngoài danh dự. Đây là sáng chế của chính phủ Pháp dành cho những người có đóng góp to lớn, góp phần cho sự thịnh vượng hoặc vị thế quốc tế của nước này. Cũng trong ngày 28 tháng 8, theo giờ địa phương, Tòa án Paris, Pháp đã quyết định truy tố CEO Telegram Pavel Durov với hàng loạt cáo buộc đồng lõa trong việc quản lý nền tảng trực tuyến cho phép thực hiện giao dịch bất hợp pháp, phát tán nội dung khiêu dâm trẻ em, buôn bán ma túy, lừa đảo, từ chối chia sẻ thông tin theo yêu cầu của giới chức, rửa tiền, cung cấp dịch vụ mã hóa cho tội phạm.
Ngoài ra, các nhà chức trách Pháp đã mở một cuộc điều tra về cáo buộc rằng ông Pavel Durov đã thực hiện những hành vi bạo lực nghiêm trọng đối với con trai ruột 6 tuổi. Cuộc điều tra này tách biệt với các cuộc điều tra trước đó. Một báo cáo mật mới đây của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA cho thấy Iran đã tiếp tục tăng đáng kể lượng uranium được làm giàu lên gần mức đủ để chế tạo vũ khí hạt nhân. Hãng tin AP dẫn báo cáo trên cho biết Iran đã sở hữu 164,7 kg uranium được làm giàu với độ tinh khiết lên tới 60%. Con số này đã tăng 22,6 kg so với báo cáo trước đó vào tháng 5. Uranium làm giàu với độ tinh khiết lên tới 60% là một bước tiến kỹ thuật ngắn nữa để đạt tới mức 90% đủ để chế tạo vũ khí hạt nhân. Người đứng đầu IAEA Rafael Mariano Grossi trước đây đã cảnh báo rằng Tehran có đủ uranium làm giàu đến mức gần cấp độ đủ để chế tạo một số quả bom hạt nhân nếu họ chọn làm như vậy. Hiện Iran chưa đưa ra bình luận về thông tin trên. Lâu nay, Iran luôn khẳng định chương trình hạt nhân của nước này phục vụ các mục đích vì hòa bình. Thưa quý vị, các dịch vụ đường sắt và hàng không tiếp tục gián đoạn ở nhiều khu vực của Nhật Bản do ảnh hưởng của bão Shanshan. Dù đang suy yếu, song cơn bão vẫn đang quần thảo trên đảo chính Kyushu, tây nam của nước này. Công ty đường sắt Kyushu thông báo sẽ tạm dừng hầu hết các chuyến tàu cao tốc Shinkansen trên đảo trong ngày 30 tháng 8 và hạn chế dịch vụ tàu cao tốc trên tuyến nối Hakata phía bắc Kyushu với Tokyo qua Shin Osaka. Công ty đường sắt JR Central cũng cho biết sẽ hủy toàn bộ các chuyến tàu Tokaido Shinkansen nối Mishima và Nagoya trong suốt ngày 30 tháng 8. Tương tự, công ty JR West cũng hủy các chuyến tàu giữa Hakata với Hiroshima và dừng nhiều chuyến tàu cao tốc nối Hiroshima và Shin Osaka trong ngày 30 tháng 8. Hai hãng hàng không của Nhật Bản là All Nippon Airways và Japan Airlines cho biết sẽ hủy hoặc sắp xếp lại nhiều chuyến bay đi và đến từ các sân bay ở khu vực Tây Nam và miền Tây trong ngày 30 tháng 8. Việc hoãn hủy chuyến sẽ ảnh hưởng đến các hãng hàng không vào cuối tuần. Thưa quý vị, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ Sabrina Sai xác nhận rằng các thùng dầu thô trên tàu Sonian vẫn còn nguyên vẹn sau khi bị lực lượng Houthi tấn công hôm 21 tháng 8 ngoài khơi của Yemen. Tuy nhiên, quan chức Mỹ cũng cảnh báo nguy cơ một thảm họa sinh thái lớn nếu hoạt động cứu hộ không thể diễn ra. Các chuyên gia môi trường ước tính nếu 1 triệu thùng dầu bị tràn ra Biển Đỏ thì quy mô thảm họa sẽ gấp 4 lần quy mô sự cố tràn dầu Exxon Valdez năm 1989 tại vùng biển Alaska. Phái bộ hải quân của Liên minh châu Âu Aspire trước đó cùng ngày cũng cho biết không phát hiện sự cố tràn dầu nào trên tàu Sonian treo cờ Hy Lạp ở Biển Đỏ. Lực lượng này đồng thời tuyên bố sẵn sàng phối hợp với các nhà chức trách của châu Âu và các nước láng giềng để ngăn chặn một cuộc khủng hoảng môi trường thảm khốc. Thưa quý vị, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris mới đây đã tham gia một cuộc phỏng vấn với hãng tin CNN, cuộc phỏng vấn đầu tiên của bà với một hãng tin tức lớn kể từ khi chính thức trở thành ứng cử viên Tổng thống Mỹ. Tại đây, bà Harris đã trả lời về nhiều vấn đề nổi bật của nước Mỹ, trong đó nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ quyền bầu cử, một trong những ưu tiên hàng đầu của bà trong thời gian tại nhiệm. Ngoài ra, bà cũng đề cập đến những nỗ lực của chính quyền Tổng thống Joe Biden trong việc xử lý các thách thức về nhập cư và biến đổi khí hậu. Bà cho biết cũng sẽ tuân thủ chặt chẽ sự ủng hộ mạnh mẽ của Tổng thống Biden đối với Israel và bác bỏ lời kêu gọi từ một số người trong Đảng Dân Chủ rằng Mỹ nên cân nhắc lại việc gửi vũ khí cho Israel vì số người Palestine thiệt mạng ở Gaza quá lớn.